Hi guys, xin chào các em, lại là cô đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau một chuyên đề mà sẽ rất là quen thuộc đối với các em, nhưng các em sẽ khá là hay nhầm lẫn trong vấn đề đó. Đó chính là bài hiện tại hoàn thành. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài các em nhé. Ok, thế thì tại sao cái thì hiện tại hoàn thành này nó lại quan trọng nhỉ? Bởi vì cái cách sử dụng của nó, kể cả trong giao tiếp hàng ngày, kể cả trong writing, viết lách, kể cả trong thi cử gặp cực kỳ nhiều. Đấy. Thế nhưng mà rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy bối rối về cái vấn đề này. Thế bây giờ ngày hôm nay cô Vân Anh sẽ cùng với các em chúng ta sẽ làm như thế nào để mà có thể hoàn thành được cái thì này tốt nhất. Ok, bây giờ chúng ta trước khi đi vào từng ví dụ cụ thể một thì bây giờ chúng ta sẽ bàn với nhau xem cái thì hiện tại hoàn thành nó là cái gì đã. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra đây chính là một cái lược đồ về thời gian. Đó. Thế thì bao giờ về cái thời gian người ta sẽ chia ra làm 3 mốc chính. Cái mốc đầu tiên là quá khứ, cái mốc thứ hai đó là mốc hiện tại, và cái mốc thứ ba lớn đó là mốc tương lai. Đó. Thế ví dụ như thế này, 5 năm trước tôi yêu anh ta nhưng bây giờ tôi không yêu anh ta nữa. Đấy. Thế thì như vậy cái việc 5 năm trước tôi yêu anh ta người ta xảy ra hoàn toàn trong thì quá khứ. Được chưa nhỉ? Đấy là cái thứ nhất. Nhưng cái thứ hai là ví dụ cô có một câu như sau là ok, bây giờ ngày nào tôi cũng dậy lúc 6 giờ rất là sớm để tập thể dục. Ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng như thế. Đấy là một thói quen thì người ta sẽ chia thì hiện tại. Đấy là cái rất cơ bản. Nếu bạn nào chưa hiểu rõ về hai vấn đề này thì các em có thể xem lại trong các cái phần clip của cô. Ok. Thế nhưng cô có một cái câu như sau. Tôi học tiếng Anh kể từ khi tôi lớp 1 cho đến bây giờ. Đấy. Thế mà chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Và chúng ta học tiếng Anh kể từ khi lớp 1. Như vậy chắc chắn lớp 1 là cái thời rất là nhỏ rồi. Chắc chắn là xảy ra trong quá khứ đúng không? Đây là cái việc mà bắt đầu học tiếng Anh này. Đấy, study English. Bắt đầu mốc rồi đây. Thế nhưng nó khác so với thi quá khứ là gì? Ok, nó vẫn học từ lớp 1 cho đến bây giờ. Đó. Thế tức là, thế còn cái hiện tại thì nó chỉ là cái thời điểm bây giờ thôi. Thế nhưng từ quá khứ cho đến bây giờ thì chúng ta sử dụng như thế nào bây giờ? Thế thì lúc đấy thì hiện tại hoàn thành xảy ra. Đó chính là cái thì móc nối giữa quá khứ và hiện tại. Đó. Nó từ quá khứ, em nhớ cho cô là nó phải từ quá khứ kéo cho đến hiện tại. Không được từ quá khứ xong tự nhiên đến đây đứt quãng. Vẫn là thì quá khứ thôi. Mà nó phải kéo cho đến cái thì hiện tại này các em nhé. Đó, được chưa nhỉ? Và cái quan trọng nhất là nó lưu kết quả ở lại hiện tại. Đấy được gọi là thì hiện tại hoàn thành. Đấy chưa nhỉ? Thế thì bây giờ trước khi vào câu cụ thể thì bây giờ cô với các em sẽ cùng nhau đi phân tích xem người ta chia cái thì hiện tại hoàn thành đấy như thế nào đã nhá. Ok, thế thì cái thì hiện tại hoàn thành bao giờ người ta cũng sẽ chia ra những cái dạng là dạng khẳng định. Thì nào cũng thế thôi, người ta cũng sẽ có câu chia khẳng định, phủ định và nghi vấn. Thế thì bây giờ với khẳng định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ này, đúng không nhỉ? Cộng với cả have. Đó, và cái đặc thù ở đây nó là cộng với phân từ hai. Được chưa nhỉ? Đó, và cộng với tân ngữ nếu có. Thế thì trong trường hợp này sẽ có những bạn hỏi là cô ơi, thế phân từ hai là gì hả cô? Đấy, thế phân từ hai là gì bây giờ? Bây giờ cô lấy cho các em một ví dụ nhá. Ví dụ cô có từ làm việc, làm. Mình có từ là từ do, đúng không nhỉ? Đó. Thế bây giờ quá khứ của từ do, mình có từ did. Did. Thế phân từ hai của do mình có từ done. Đó. Hoặc ví dụ như từ lấy tiếng Anh mình có từ take. Take. Ok. Khi take như thế này thì quá khứ mình có từ took. Quá khứ có từ took, thế thì phân từ hai mình có từ taken. Ok. Thế thì như vậy trong cái trường hợp này em nhận thấy đây là hiện tại này, đây là quá khứ này, được chưa nhỉ? Và cái cột thứ ba này chính là cột phân từ hai. Đó, phân từ hai chia ra thành hai loại. Một loại đây được gọi là loại bất quy tắc. Thì loại có quy tắc là như thế nào? Chúng ta chỉ đơn giản thêm ed mà thôi. Ví dụ như từ chơi tiếng Anh mình có từ play. Quá khứ mình có play thêm ed. Và phân từ hai mình cũng có từ play thêm ed. Đó, thì đấy là các hình thái phân từ hai em nhớ nhá. Một cái là theo quy tắc chúng ta chỉ đơn giản thêm một đuôi ed thôi. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ phải tra cái cột. Đấy, bảng động từ bất quy tắc ở cột thứ ba. Cách thứ nhất là tra, cách thứ hai là em muốn làm nhanh thì em đành phải học thuộc thôi, không có cách nào khác cả. Ok, thế thì đấy là cái đầu tiên cô giải thích cho các em cái phân từ hai là cái gì đã nhá. Thế thì có gì đặc biệt ở trong cấu trúc này nữa không? Vẫn có. Em nhớ cho cô là ở trong trường hợp này nó khác so với thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn là em phải chia trực tiếp vào động từ. Đó, số ít hay số nhiều em phải chia trực tiếp vào động từ. Nhưng riêng đối với thì hiện tại hoàn thành này thì nếu như chủ ngữ ở đây là số nhiều thì trợ động từ, cái từ have trong trường hợp này nó biến thành trợ động từ các em nhé. Nếu mà số nhiều thì chúng ta để have giữ nguyên. Nhưng nếu như chủ ngữ là số ít thì chúng ta đổi thành has và cộng với phân từ hai. Cái phân từ hai này em nhớ cho cô là bất biến nhé, không thay đổi. Trong đó người ta chỉ điều chuyển have và has thôi. Đấy, thì đấy là với khẳng định. Thế bây giờ với phủ định thì chúng ta làm như thế nào? Vậy chúng ta vào cấu trúc phủ định các em nhé. Bây giờ cô sẽ cho em một cái câu hỏi, đó là cô đố các em chúng ta phủ định vào đâu? Đấy. Đối với thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ phủ định vào, chúng ta phải mượn trợ động từ. Đó là với hiện tại đơn nhá, hiện tại đơn nhá. Thì chúng ta mượn trợ động từ là doesn't hoặc là don't, đúng không nhỉ? Thế nhưng bây giờ cô đố các em, cô cho em một câu hỏi, đó là đối với hiện tại hoàn thành thì chúng ta làm như thế nào phủ định được? Chúng ta liệu chúng ta trong trường này có mượn là doesn't have, ví dụ như chúng ta có mượn là doesn't hoặc là don't cộng với cả have, cộng với cả phân từ 2 hay không? Đấy. Có rất nhiều bạn, tại sao cô lại nêu ra vấn đề này, vì rất là nhiều bạn nhầm. Có những bạn nghĩ là ơ cô ơi, tại sao em thấy có một cái câu ví dụ như là I don't have any money, tôi không có một chút tiền nào cả. Em vẫn thấy ở trong trường hợp đấy từ have người ta mượn trợ động từ mà. Thế trong trường hợp này theo các em phủ định người ta có mượn như thế này không? Đấy, nhìn trông có vẻ cũng hợp lý đúng không em? Đấy. Thế thì đấy chính là một cái sai lầm của các em nhá. Em nhớ cho cô đó là khi mà các em phủ định, các em không cần mượn cái trợ động từ này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ have trong trường hợp này nó đã biến thành trợ động từ rồi, cho nên khi người ta phủ định, người ta sẽ phủ định thẳng vào nó và người ta sẽ chia là haven't hoặc là hasn't. Đó, cộng với cả phân từ 2. Và nhớ cho cô, phân từ 2 lúc nào cũng bất biến, không bao giờ người ta chia được phân từ 2 nữa các em nhé. Đấy, thì ở trong trường hợp này phủ định sẽ là haven't và hasn't. Nhớ là haven't đi với số nhiều và hasn't đi với số ít, cộng với cả phân từ 2. Còn đương nhiên là đối với cả phủ định thì em chỉ cần đảo have và has lên đầu thôi, lúc đó chúng ta sẽ có cấu trúc là have hoặc là has cộng với các chủ ngữ cộng với cả phân từ 2 ... Điều đó làm như thế nào để em nhớ? Em cứ tưởng tượng như cái từ have và từ has này đóng vai trò giống hệt như do và does. Đó, vì chúng ta không cần bất cứ mượn thêm bất cứ một cái vấn đề gì nữa nhá. Thì đấy là các hình thái chia. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách sử dụng làm như thế nào, trong những trường hợp gì để chúng ta thể hiện được cái điều mong muốn mà một cách chính xác nhất. Bây giờ chúng ta đi vào cái ví dụ cụ thể các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái câu như thế này. Nào, cái câu trên bảng I break my watch so I don't know what time it is. Như vậy trong cái trường hợp này là tôi làm vỡ đồng hồ cho nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Thế với một cái câu như thế này chúng ta xử lý như thế nào bây giờ? Ok, nào bây giờ là tôi làm vỡ đồng hồ. Thế như vậy là thực ra là tôi vỡ đồng hồ chưa? Tôi vỡ đồng hồ rồi. Cái câu này chính là cái câu mà các em rất hay bị nhầm lẫn, là không biết em nên chia thì nào. Có nhiều bạn bảo là cô ơi, em làm vỡ đồng hồ rồi mà, cái việc làm vỡ đồng hồ của em xảy ra xong rồi mà, thế cho nên lẽ ra em phải chia quá khứ chứ. Đấy. Thế nhưng mà em nhớ cho cô nhá, cô vẽ lại cái sơ đồ này, được chưa? Đây là hiện tại này, à đây là quá khứ này, quá khứ đây là hiện tại và đây là tương lai này. Em nhớ cho cô hiện tại hoàn thành là từ quá khứ cho đến hiện tại, và em lưu, cái quan trọng nhất là em lưu kết quả ở tại hiện tại. Cho nên trong trường hợp này ok, em vẽ đồng hồ, em vỡ mất cái đồng hồ rồi, nhưng cái kết quả em có lưu lại không? Có, đây này, so I don't know what time it is. Cho nên là bây giờ tôi không biết là mấy giờ rồi. Chính vì tôi làm vỡ, chính vì cái việc làm vỡ đồng hồ này, cho nên cái kết quả lưu lại là bây giờ tôi không biết thời gian. Đấy, đấy chính là cái cách để cho em phân biệt nhá. Thì trong trường hợp này là em phải chia hiện tại hoàn thành, thì chúng ta chia như thế nào bây giờ? Em nhớ cho cô là cái ngôi ai này là một câu rất đặc biệt. Tôi chỉ có một mình tôi thôi, tôi là độc nhất cho nên chỉ có một mình. Lúc nào cái ngôi tôi nó cũng chỉ là một. Thế nhưng có một cái điều đặc biệt đối với ngôi I này, duy nhất chỉ có to be của nó là I am. Còn tất cả các thứ liên quan hoặc là to be là was, còn động từ nó lại chia là số nhiều. Đấy là cái đặc biệt của ngôi I nhá. Ở trong trường hợp này mặc dù I là số ít, cho nên nhưng cái chia cái trợ động từ em vẫn phải mượn là have. Đấy là cái điều cô nhấn mạnh với các em. Để cho có nhiều bạn hỏi là cô ơi, thế tại sao tôi là số ít mà động từ vẫn là số nhiều? Đấy chính là cái đặc biệt các em nhé. Được chưa nhỉ? Như vậy I have broke, ở trong trường hợp này phân từ 2 của break là gì? Chúng ta có break là nguyên thể này, quá khứ sẽ là broke và phân từ 2 là broken. Đó, thế cho nên trong trường hợp này sẽ là I have broken my watch. Ok, được chưa nhỉ? Như vậy cái cách đầu tiên đó là lưu kết quả ở lại hiện tại các em nhé. Đấy là cách sử dụng đầu tiên. Rồi chúng ta chuyển sang cái cách thứ hai sử dụng như thế nào nhé. She take my copy so I can't read the report. Một cái câu như thế này chúng ta xử lý như thế nào đây? Cô ta lấy bản copy của tôi rồi cho nên là tôi không thể nào đọc được bản báo cáo. Thế như vậy thực ra cái việc cô ta lấy, câu này gần tương tự như câu trước. Đó. Cô ta lấy cái bản copy của tôi, như vậy cái việc lấy là đã lấy rồi các em nhé. Như vậy hoàn toàn trong quá khứ. Nhưng người ta lưu cái kết quả ở lại hiện tại là chính vì cô ta lấy cho nên bây giờ tôi đâu có đọc được bản báo cáo của tôi đâu. Đấy, kết quả lưu đây rồi. Cho nên đây cũng là chính là thì hiện tại hoàn thành. Nhưng cái câu này, cái cách chia của nó lại khác biệt một chút. Bởi vì sao? Bởi vì trong trường này ngồi she ở trong trường này là số ít. Chính vì nó là số ít cho nên chúng ta phải mượn từ horse. She horse, đúng không nhỉ? Take ở trong trường hợp này cô vừa mới nói với em lúc nãy rồi. Take, took và phân từ hai là taken. She has taken. Đó, được chưa nhỉ? Đấy, cô ta đã lấy bản copy của tôi rồi, đúng không? Cho nên làm sao tôi không thể nào mà đọc được bản báo cáo. Đấy thì là cái câu này. Vẫn là cái ý trên nhưng mà cô muốn hướng dẫn em cái cách chia đối với từ horse, ok? Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái ví dụ thứ 3 các em nhé. Ok, nào với cái câu này thì chúng ta xử lý như thế nào bây giờ? We already talked about that. Chúng ta đã nói về việc đó rồi. Đó. Thế nếu như cái câu này ý, bình thường là chúng ta dịch là chúng ta đã nói về việc đó. Thế lẽ ra với cái từ đã, từ already dịch là đã rồi thì nó phải thể hiện trong quá khứ nhá. Nhưng em nhớ cho cô là cái từ already này nó là một dấu hiệu để nhận biết đối với hiện tại hoàn thành. Khi có từ already này các em nhớ phải chia cho cô là hiện tại hoàn thành em nhé. Người ta muốn thể hiện, tại sao người ta lại sinh ra cái đấy thì người ta muốn thể hiện là ok tôi nói rồi đấy, được chưa nhỉ? Nhưng người ta không muốn nhấn mạnh là cái việc đấy hoàn toàn trong quá khứ. Nếu như em thể hiện cái việc đấy hoàn toàn trong quá khứ có nghĩa là bây giờ không quan trọng cái việc đấy nữa, nó xong hết rồi. Thế nhưng người ta vẫn muốn lưu cái kết quả lại, người ta vẫn muốn nhấn mạnh cái hiện tại, cho nên người ta để ra cái này, đó chính là từ already, vừa nối giữa quá khứ và hiện tại. Đấy chính là cái từ, cái hay của từ already này, ok? Là chúng ta bây giờ cùng nhau chia các em nhé. Thế thì bây giờ cô đố các em làm nào để chia được bây giờ? Bây giờ cô chọn theo các em từ already đứng ở đâu? Đấy, theo các em sẽ là we already have talked hay là we have already talked. Cái từ already này đứng ở đâu bây giờ? Thế nên trong cái trường hợp này em nhớ cho cô, đó là cái nó already nó sẽ đứng chèn vào giữa các em nhé. Như vậy ở đây nó sẽ have đứng ở đây này. We have already chèn vào và talk thì mới đi. Đó, được chưa nhỉ? Đấy là cái mà em cần phải nhớ. I have already talked và chúng ta đã nói về điều đó rồi. Thì ở đây em phải chèn cái vào đây này. Được chưa nhỉ? Tại sao lại phải đúng như thế? Nó sẽ hữu ích cho các em. Nếu mà em chia bình thường trong ngữ pháp thôi thì nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà nếu như mà các em sử dụng trong nói và viết thì khá là quan trọng để cho cái thứ tự từ đúng. Đấy, thì đấy là cái điều cô nhấn mạnh với các em nhé. Nhớ cho cô là khi có already thì cái người ta muốn nói chính là hiện tại hoàn thành. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Ở trong trường này là she not arrived yet. Cô ta vẫn chưa đến. Đấy. Thế thì bây giờ thể hiện như thế nào bây giờ? Cái từ yet này là vẫn chưa, mình dịch là vẫn chưa. Khi có từ yet này cũng là như nào? Tức là từ lâu rồi cho đến hiện tại bây giờ cô ta vẫn chưa đến. Đấy. Đây nhá, đây là thì nhá, để cho em dễ tưởng tượng, đây là quá khứ này, đây là hiện tại này, đây là tương lai này. Được chưa nhỉ? Tức là từ trước rồi cho đến cái thời điểm này này, từ quá khứ cho đến cái thời điểm hiện tại này này, cô ta vẫn chưa xuất hiện, chưa thấy mặt cô ta đâu cả. Đấy, thì cái từ yet thể hiện được cái điều đó. Và khi có từ yet này em nhớ cho cô là em cũng chia cho cô hiện tại hoàn thành các em nhé. Thế thì chúng ta chia như thế nào bây giờ? Thì ở đây có từ not, tức là thể hiện sự gì nhỉ? Sự phủ định. Thế cho nên chúng ta sẽ chia là she hasn't arrived yet, đúng không nhỉ? Rất đơn giản thôi. Đó, được chưa? She hasn't arrived yet. Đó. Bây giờ đấy là về cái câu này. Bây giờ chúng ta xem còn hình thái nào để sử dụng với cả hiện tại hoàn thành nữa không nhá. Ok, là trong trường hợp này thì chúng ta xử lý như này. I just do it. Tôi vừa mới làm việc đó. Thì cái từ just này người ta muốn thể hiện như thế nào? Em nhận thấy là có rất cái từ already nó có một cái sắc thái, đó là muốn nhấn mạnh là việc đó tôi đã nói đi nói lại rồi. Cái từ yet muốn nhấn mạnh một cái việc là mãi vẫn chưa thấy đâu. Thế còn từ just này người ta muốn nhấn mạnh hình thái gì? Có nghĩa là vừa mới xong. Tức là việc đấy là làm trong quá khứ và vừa mới xong trong hiện tại xong. Đấy, vừa mới làm, I just do it, tôi vừa mới làm rồi. Được chưa nhỉ? Thế thì cái từ just này cũng là một dấu hiệu của hiện tại hoàn thành các em nhé. Được chưa? Đấy, thế thì câu này cũng chia rất đơn giản thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ chia nào, bây giờ chúng ta cho từ just vào đâu? Sẽ là I just have done it hay là I have just done it hay là I have done just it. Đó, thì bây giờ chúng ta như thế nào? Em nhớ cho cô là các từ như thế này already và just bao giờ nó sẽ chen vào giữa các em nhé. Thế cho nên cái câu này chúng ta sẽ chia ra là I have just done it. Tôi vừa mới làm xong hết rồi. Được chưa nhỉ? Rất đơn giản. Em nhớ cho cô từ just chỉ cái việc vừa mới xong đó. Thế thì bây giờ đấy là hình thái chúng ta đã có. Thứ nhất là lưu kết quả hiện tại này, thứ hai là từ already, thứ ba là từ yet, thứ tư là từ just. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một hình thức nữa đối với các hiện tại hoàn thành các em nhé. Ok, cái câu này thì chúng ta thấy như nào? I be a teacher for more than 10 years. Tôi là giáo viên trong 10 năm rồi. Thế thì bây giờ chúng ta hãy, trước khi đi phân tích dấu hiệu thì chúng ta hãy tưởng tượng cái câu này đã nhé. Để chúng ta đi vào bản chất vấn đề, em hiểu bản chất em sẽ dễ dàng làm hơn. Bây giờ cô có một cái quá trình thời gian như sau. Đó, thì ở đây là quá khứ này, đây là hiện tại này, đây là tương lai này. Tôi là giáo viên 10 năm rồi. Như vậy chúng ta chắc chắn phải tưởng tượng là ok, 10 năm vừa trước em vừa mới ra trường này, đúng không? Em xin việc em làm giáo viên này. Thế bây giờ có phải cái việc giáo viên của em kết thúc rồi không? Chưa. Em vẫn làm từ quá khứ cho đến hiện tại, và em lưu kết quả là hiện tại ở đây là làm được mấy năm? 10 năm. Đó. Thì đây là cả một cái quá trình. Em nhận thấy ở đây là cả một quá trình làm giáo viên trong 10 năm như thế này. Được chưa nhỉ? Khi nó là một cái quá trình như thế thì chúng ta sẽ cũng là chia hiện tại hoàn thành thôi. Thế nhưng để cho nó nhanh thì em nhớ cho cô khi có từ for, em nhớ cho cô khi có for cộng với cả một khoảng thời gian. Khoảng thời gian ví dụ trong 5 năm mà for 5 years, for 3 years, đúng không nhỉ? Hoặc là for month, một cái khoảng thời gian. Thì đây chính là dấu hiệu chúng ta phải chia thì hiện tại hoàn thành. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia như thế nào? Ở trong trường hợp này có từ be, cũng là một từ khá đặc biệt. Thế bây giờ hoàn thành của be là gì? Có rất nhiều bạn bị nhầm trong trường hợp này. Có rất nhiều em bị nhầm hoàn thành của be là từ half, nhưng không phải đâu các em nhé. Ở trong trường hợp này em nhớ cho cô hình thái này. Be là một từ rất đặc biệt. Đối với be đây là nguyên thể. Nhưng đối với quá hiện tại của be sẽ là is, are. Okay. Quá khứ sẽ là was, were. Đúng không nhỉ? Thế nhưng hoàn thành của be là gì? Been. Ok, bây giờ chúng ta đến cái hình thái cuối cùng. We not see Jenny since Friday. Tôi vẫn chưa gặp Jenny từ thứ Sáu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích bản chất của câu. Sau đó thì chúng ta đi sang cái phần dấu hiệu sau nhé. Nào, em nhớ cho cô khi em quy thì thực ra không hề khó. Khi em quy tất cả mọi thứ về bản chất và em cộng với tưởng tượng một chút, em sẽ chia thì hầu như đúng 100%. Bây giờ chúng ta sẽ có đây là quá khứ này, đây là hiện tại này, đây là tương lai này. Với một câu như thế này, tôi vẫn chưa nhìn thấy Jenny kể từ ngày thứ Sáu, thì chúng ta xử lý như thế nào? Em nhận thấy là thứ Sáu, như vậy việc đấy xảy ra chưa? Việc đấy xảy ra rồi. Như vậy ở trong trường hợp này đây, đây là thứ Sáu. Như vậy là kể từ thứ Sáu cho đến bây giờ, chúng ta vẫn làm sao? Vẫn chưa nhìn thấy Jenny. Đó. Thế thì ở trong trường hợp này em nhận thấy là hiện tại, cái thì này nó từ quá khứ cho đến hiện tại, đúng không? Đó chính là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Đây chính là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Đấy là cái thứ nhất về phân tích về bản chất. Cái thứ hai nữa, đó là khi em nhìn thấy từ since, em nhớ cho cô khi nhìn thấy từ since cộng với cả một cái mốc thời gian, em nhớ cho cô là mốc thời gian nhá. Một cái mốc thời gian. Nó khác với từ for thì cộng với khoảng thời gian, còn since thì cộng với cả mốc thời gian. Thế cho nên là khi có cái trường hợp này em cũng sẽ chia cho cô là hiện tại hoàn thành. Được chưa nhỉ? Cái điều cô muốn nhấn mạnh nữa đó là kể cả là ví dụ như là thứ Sáu trước mình có từ là since last Friday. Kể từ thứ Sáu trước. Như vậy ở trong trường hợp này em nhận thấy có từ last. Có nhiều bạn sẽ nói là cô ơi, từ last này nó là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Đúng, điều đấy là đúng. Thế nhưng khi có từ since đứng vào đây thì em vẫn phải chia cho cô hiện tại hoàn thành bình thường. Bởi vì sao? Ý của người ta muốn nói là kể từ thứ Sáu trước cho đến bây giờ. Thì kể cả có last hay là kể cả có những từ ago là dấu hiệu, nhưng khi có từ since kèm vào em vẫn chia cho cô hoàn thành bình thường. Thế cho nên cái câu này chúng ta sẽ chia như thế nào? Ở đây có từ not, cho nên chúng ta sẽ chia là we là số nhiều các em nhé. Nên chúng ta sẽ chia là we haven't. Đúng nhờ, see trong trường này chia thành seen. Đó. We haven't seen Jenny since Friday. Thế thì đấy là cái hình thức như thế này nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã đi với nhau một cái bài hiện tại hoàn thành khá là đầy đủ. Được chưa nhỉ? Thứ nhất là cô đã cho em về cái cách chia này. Cái thứ hai là cái cách sử dụng và cách phân tích này. Cái thứ ba là các dấu hiệu để chia hiện tại hoàn thành. Hy vọng là cái bài nhỏ này sẽ giúp cho các em vận dụng một cách linh hoạt, kể cả trong thi cử, kể cả trong các cái cuộc giao tiếp cuộc sống hàng ngày. Ok, nếu em thấy hay thì em like và subscribe. Hẹn gặp lại các em trong các cái clip sau nha.